Iraq hồi hương gần 4.000 người di cư từ khu vực biên giới Belarus. Xuân vận 2022 tại Trung Quốc bắt đầu trước thách thức Omicron. Thị trường đồ chơi Pháp tăng trưởng kỷ lục quý vị sau khi Triều Tiên phóng hai vật thể bay từ khu vực sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng vào sáng ngày 17 tháng 1 ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn trong ngày hôm nay. Trong một tuyên bố, phủ Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ các thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã thảo luận kỹ lưỡng khi các vụ việc đáng tiếc vẫn tiếp tục xảy ra. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hiện đang có chuyến thăm tới ba nước Trung Đông cũng đã được thông báo về vụ việc. Ông đã chỉ đạo các quan chức nước này nỗ lực đảm bảo ổn định tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc đang tiếp tục theo dõi và quan sát các động thái của Triều Tiên. Cùng ngày thì thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ thị các quan chức trong chính phủ Nhật Bản cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cho người dân về vụ phóng mới nhất của Triều Tiên cũng như tiến hành tất cả các biện pháp để sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ngờ. Trong những tuần gần đây, Iraq đã hồi hương gần 4.000 công dân nước này mắc kẹt tại khu vực biên giới Belarus, giáp các nước thành viên Liên minh châu Âu EU, gồm Ba Lan, Litva và Latvia. Kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2021, chính phủ Iraq đã tổ chức 10 chuyến bay từ thủ đô Baghdad đến Belarus, đưa các công dân mắc kẹt tại đây về nước. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Iraq nêu rõ, hiện vẫn còn một số công dân Iraq mắc kẹt ở Belarus, song thời tiết khắc nghiệt và môi trường phức tạp gây khó khăn cho lực lượng giải cứu. Kể từ mùa hè năm ngoái, hàng nghìn người di cư, trong đó nhiều người đến từ Trung Đông, đặc biệt là Iraq đã cắm trại ở khu vực biên giới Belarus-EU để tìm cách vào EU. Dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ cho thấy, số trẻ em phải nhập viện điều trị COVID-19 ở nước này đang ở mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát với trung bình 893 trẻ dưới 17 tuổi nhập viện mỗi ngày. Trong số trẻ em phải nhập viện do COVID-19, tỷ lệ trẻ em từ sơ sinh đến 4 tuổi, độ tuổi chưa đủ điều kiện tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở mức cao nhất. CDC Mỹ cho rằng số trẻ phải nhập viện có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Cơ quan này cũng hối thúc tất cả mọi người trên 5 tuổi cần tiêm vaccine ngừa COVID-19. Kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 đến ngày 13 tháng 1 năm 2022, có hơn 90.000 trẻ dưới 17 tuổi phải nhập viện tại Mỹ do COVID-19. Thưa quý vị, hôm nay 17 tháng 1, hoạt động vận chuyển hành khách xuân 2022 của ngành đường sắt Trung Quốc đã chính thức khởi động. Đồng thời, vé tàu đêm giao thừa cũng chính thức được bán ra. Tuy nhiên thì trước những căng thẳng về dịch bệnh khi trong ngày hôm nay, Trung Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất trong gần 2 năm với 223 ca. Mùa xuân vận năm nay được cho là sẽ có nhiều biến động. Hoạt động xuân vận của ngành đường sắt Trung Quốc sẽ kéo dài trong thời gian 40 ngày, bắt đầu từ ngày 17 tháng 1 và kết thúc vào ngày 25 tháng 2. Số liệu thống kê của ngành đường sắt Trung Quốc cho thấy lượng hành khách của ngành đường sắt năm nay dự kiến sẽ đạt 280 triệu lượt người. Từ tình hình bán vé trước xuân vận năm nay, nhu cầu đi lại cơ bản vẫn duy trì ở mức độ nhất định. Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và sự chỉ đạo của các chính sách phòng chống dịch của địa phương, nên lượng hành khách còn nhiều bất ổn và biến động. Ngành đường sắt Trung Quốc sẽ đảm bảo việc cung cấp đầy đủ các chỗ ngồi cho hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp xuân về. Công suất cung ứng chỗ ngồi có thể lên tới 10,5 triệu chỗ, tăng 10% so với năm 2019. Cuối tuần qua, thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Quảng Đông phát hiện ở mỗi nơi một ca nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng. Như vậy, đến nay 14 trong số 31 khu vực cấp tỉnh ở Trung Quốc đại lục đã ghi nhận các ca nhiễm biến chủng Omicron nhập cảnh và ít nhất 5 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phát hiện trường hợp nhiễm Omicron trong cộng đồng. Do vậy giới chức Trung Quốc cho biết, Omicron biến chủng có khả năng lây lan nhanh sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 giữa lúc hàng trăm triệu người dân đang lên kế hoạch di chuyển trên khắp đất nước trong dịp Tết Nguyên đán. Chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm túc các yêu cầu phòng chống dịch với toàn bộ quá trình di chuyển của hành khách như tăng cường công tác tổ chức phân luồng khách tại ga, làm tốt công tác đo thân nhiệt, hướng dẫn hành khách ra vào ga, tăng cường khử khuẩn, tuyên truyền. Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc sẽ bố trí năng động việc vận hành tàu khách và triển khai năng lực theo sự thay đổi của lượng khách, đảm bảo nhu cầu kép trong việc đi lại của hành khách và phòng chống dịch COVID-19. Bất chấp tỷ lệ tiêm chủng đã đạt 86,6%, Trung Quốc chưa cho thấy dấu hiệu sẽ từ bỏ hướng tiếp cận zero COVID-19 với chiến lược ngăn chặn nhanh chóng bất kỳ ca nhiễm nào được phát hiện. Công tác dập dịch của nước này đang chịu áp lực trong bối cảnh Thế vận hội mùa đông 2022 sắp diễn ra vào ngày 4 tháng 2 tại Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc. Quý vị đang theo dõi Thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý. Tỷ suất sinh của Trung Quốc trong năm 2021 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 7,52 trẻ trên 1.000 người, giảm so với mức 8,52 trẻ trên 1.000 người của năm 2020 và là mức thấp nhất kể từ năm 1978. Như vậy, trong năm 2021, có 10,62 triệu trẻ em được sinh ra ở Trung Quốc đại lục năm 2021, Trung Quốc bắt đầu thực hiện chính sách cho phép các cặp vợ chồng có ba con. Tuy nhiên, những thay đổi này chưa thúc đẩy được tỷ lệ sinh tại Trung Quốc trong bối cảnh đại dịch COVID-19 làm giảm thu nhập của các hộ gia đình và ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn kế hoạch hóa gia đình. Với 215 phiếu ủng hộ và 58 phiếu chống, Hạ viện Pháp vừa thông qua việc áp dụng thẻ thông hành vaccine. Theo đó, người dân Pháp phải xuất trình chứng nhận tiêm vaccine khi vào các địa điểm công cộng như nhà hàng, quán cà phê, dạp chiếu phim và tàu đường dài. Hiện nay, những người chưa tiêm chủng vẫn có thể vào những địa điểm trên nếu có kết quả xét nghiệm âm tính. Pháp hiện đang trải qua làn sóng dịch bệnh thứ năm với số ca nhiễm mới theo ngày thường xuyên ở mức cao hơn 300.000 ca một ngày. Tính đến ngày 15 tháng 1, gần 78% dân số Pháp đã tiêm đủ liều vaccine cơ bản. Cơ quan an ninh y tế Anh mới công bố một kết quả nghiên cứu cho thấy việc tiêm hai liều vaccine ngừa COVID-19 và một lần nhiễm virus SARS-CoV-2 trước đó sẽ đem lại khả năng bảo vệ lên đến 90% trong hơn một năm. Nghiên cứu được thực hiện đối với 35.000 nhân viên chăm sóc sức khỏe cho thấy những người chưa tiêm vaccine mà mắc COVID-19 có thể giảm 85% nguy cơ tái nhiễm từ 3 đến 9 tháng. Tuy nhiên, nếu những người từng mắc COVID-19 mà tiêm hai mũi vaccine sau khoảng 3 đến 9 tháng thì nguy cơ tái nhiễm sẽ giảm 91% và sau 15 tháng kể từ khi nhiễm, tỷ lệ này vẫn lên đến 90%. Trong khi dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều ngành nghề chịu thiệt hại nặng nề thì lĩnh vực sản xuất đồ chơi tại Pháp lại có doanh số đáng ngưỡng mộ trong năm 2021. Thị trường đồ chơi ở Pháp ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục với doanh thu 3,7 tỷ euro, đứng thứ hai ở châu Âu sau Đức. Trò chơi xếp hình và câu đố, các thẻ bài Pokemon thú nhồi bông, các nhân vật hành động giả tưởng, sách nói Luni và bộ sưu tập thời trang búp bê Barbie là những món đồ chơi bán chạy nhất tại Pháp trong năm qua. Đây không phải là mặt hàng thiết yếu nhưng rất cần thiết cho trẻ con trong mùa dịch và phải giãn cách xã hội. Nhờ tâm lý mua sắm này mà các cửa hàng đồ chơi và siêu thị chứng kiến doanh số đồ chơi của họ tăng vọt. Gần 80% mặt hàng quà tặng là đồ chơi và chúng tôi ghi nhận sự gia tăng các món đồ chơi ở mọi lứa tuổi, vì thế doanh thu cũng tăng từ 2 tới 3 lần. Thị trường đồ chơi Pháp đã trở nên sôi động hơn với doanh số tăng 4% vào dịp cuối năm. Đây là thời điểm thực sự quan trọng đối với ngành hàng đồ chơi khi doanh thu chiếm đến 53% của cả năm. Nhờ đó, năm 2021, doanh số bán đồ chơi tăng 3% so với năm 2020 và đạt mức kỷ lục 3,7 tỷ euro. Điều quan trọng là các hãng đồ chơi Pháp đã nắm bắt được xu hướng của người tiêu dùng. Những món đồ chơi được lựa chọn nhiều hơn cả là những đồ chơi có thể lôi kéo mọi thành viên trong gia đình cùng tham gia. Các bậc phụ huynh cũng thường lựa chọn những món đồ chất lượng, thân thiện với môi trường. Theo dự báo, năm 2022 hứa hẹn sẽ khó khăn hơn một chút đối với lĩnh vực đồ chơi do chi phí sản xuất và vận chuyển tăng cao. Điều này chắc chắn sẽ tác động đến giá thành các món đồ chơi và bố mẹ sẽ phải chuẩn bị tinh thần mở rộng hầu bao hơn để đáp ứng nhu cầu của con trẻ thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay